Thưa các bạn, vị trí mà chúng tôi đang đứng là một khu rừng giáp ranh giữa ba huyện Lâm Hà, Lạc Dương và Đam Rông. Và cái địa phận, cái khu tiểu khu mà chúng ta đang đứng là thuộc địa phận của huyện Lâm Hà. Nơi đây, cơ quan chức năng vừa phát hiện ra tình trạng phá rừng dỗi. Tại hiện trường, nơi rừng bị phá thuộc tiểu khu 224, nằm trong khu rừng giáp ranh giữa ba huyện Lâm Hà, Đam Rông và Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng. Có những gốc cây dổi có đường kính từ 1,2m đến 1,5m bị cưa hạ nằm ngổn ngang. Cạnh đó là những khúc cây bị cưa ngắn để xẻ thành ván. Có những khối gỗ và bìa còn để lại hiện trường chưa kịp chuyển ra khỏi rừng. Gần đó có những can nhựa đựng xăng, nhớt nằm vương vãi. Vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 224 xảy ra trong thời điểm tỉnh Lâm Đồng cùng cả nước căng mình phòng chống dịch COVID-19. Thời điểm này, hơn 20 cán bộ nhân viên kiểm lâm của tỉnh Lâm Đồng phải cách ly 21 ngày để phòng chống dịch. Sau thời gian cách ly, những cán bộ nhân viên kiểm lâm này tổ chức tuần tra mới phát hiện rừng đã bị phá nghiêm trọng. Khu vực rừng dổi bị phá này do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai người đang khai thác gỗ gồm Xin Thuận 36 tuổi và Long Ha Huy 26 tuổi. Cả hai người này cùng ở xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Bước đầu, Thuận và Huy khai nhận làm thuê cho ông Nguyễn Văn Hoàn 57 tuổi ở phường 7, thành phố Đà Lạt đi phát cây mở đường để kéo gỗ. Ngày 18 tháng 8 năm 2021, Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, trưởng Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường. Công an huyện Lâm Hà cũng đang tạm giữ 16 nghi phạm để điều tra làm rõ vụ phá rừng trái phép nghiêm trọng này để xử lý theo quy định.